Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Hôm nay có gì hot ngày mùng 10 tháng 11 và những tin tức nóng hổi không thể bỏ qua trong ngày hôm nay sẽ là như sau. Sau khi tung ra phiên bản Galaxy S7 Edge màu xanh san hô thì ngày hôm nay Samsung tiếp tục ra mắt màu sắc mới cho mẫu Galaxy S7, đó chính là màu hồng. Thực tế thì trước đây Samsung cũng đã từng tung ra màu hồng cho S7 và S7 Edge với tên gọi là màu vàng hồng, và màu hồng lần này trên S7 thì có phần nhạt hơn. Nhưng điều đặc biệt là màu hồng mới này thì chỉ xuất hiện trên phiên bản Galaxy S7 màn hình phẳng mà thôi. Bên cạnh màu sắc mới thì Samsung cũng đã tung ra bản cập nhật Android 7.0 Nougat Beta cho các thiết bị S7 và S7 Edge. Còn chi tiết cách cập nhật như thế nào thì hãy xem tại video của kênh S4Room. Không chỉ vậy thì hôm nay, ông trùm rò rỉ Evan Blass đã tiết lộ là Galaxy S8 vẫn sẽ có hai phiên bản tương tự như là S7. Cũng như là Samsung đang phát triển một thiết bị có tên mã là SMN950 mà gần như chắc chắn đây sẽ là phiên bản Galaxy Note tiếp theo. Vẫn tiếp tục là thông tin về Samsung khi mà mới đây một bằng sáng chế mới tiết lộ đã cho thấy là tham vọng của nhà sản xuất Hàn Quốc muốn cải tiến từ những chiếc smartphone màn hình cong hiện tại của hãng thành một thiết bị có khả năng gập lại. Nhưng theo những hình ảnh trong bản thiết kế thì mẫu thiết bị này có một cơ chế gập nhờ bản lề khá là giống những gì mà chúng ta thường thấy trên những chiếc Surface Book của Microsoft. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ sớm được thấy bằng sáng chế này thành hiện thực, và biết đâu thì lại là ở MWC 2017 sắp tới thì sao. Ditech 60 là thiết bị Ditech thứ hai và là điện thoại Android tiếp theo của BlackBerry. Và trong hôm nay, theo thông tin từ một nhà bán lẻ trong nước thì Ditech 60 sẽ lên kệ tại Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 11 tới với mức giá là 13,99 triệu đồng. Cũng không quá ngạc nhiên khi mà Ditech 60 là điện thoại mạnh mẽ nhất hiện nay của BlackBerry với bộ xử lý Snapdragon 820, bộ nhớ RAM 4GB cùng với bộ đôi camera 8 và 21 megapixel. Tuy nhiên, theo dự đoán của nhiều người thì mẫu điện thoại này vẫn có thể sẽ gặp khó khăn khi mà phân khúc cao cấp đã gần như là an bài với hai tên tuổi lớn là Apple và Samsung. Ngay sau chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump trong cuộc đua chạy vào Nhà Trắng thì thị trường tài chính phố Wall đã bắt đầu chao đảo chóng mặt. Các cổ phiếu của hàng loạt các công ty công nghệ như là Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon thì đều ghi nhận sụt giảm. Chỉ có một mình cổ phiếu của Twitter đã tăng bất ngờ 4% nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm chiếc loa truyền thông cho các ứng viên tổng thống. Không chỉ vậy, những tên tuổi lớn như là Tim Cook cũng phải gửi tâm thư để trấn an đội ngũ nhân viên của mình. Hay ông trùm mạng xã hội Mark Zuckerberg thì cũng đã đăng tải bài viết với nhiều lời động viên người dùng của mạng xã hội Facebook sau khi mà kết thúc cuộc bầu cử. Thậm chí là Shervin Pisseva, một trong những nhà đầu tư vào Uber, đồng sáng lập của Hyperloop, còn đưa ra kế hoạch gây quỹ để tách bang California ra khỏi đất Mỹ. Điều đó cho thấy là thung lũng Silicon đang rất lo lắng bởi Tổng thống Donald Trump không phải là một người ưa công nghệ, và những chính sách của ông có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của các công ty công nghệ. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot ngày mai.